Chiều ngày 9 tháng 10, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt bà Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức, là người mẫu diễn viên, về hai lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ là nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe. Công an cũng tạm giữ chiếc mô tô do Ngọc Trinh điều khiển. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường ở phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Trong lúc điều khiển xe, người phụ nữ đứng lên yên xe và thả hai tay. Thậm chí người này còn để hai chân sang một bên, quỳ gối trên yên xe. Công an cho biết, quá trình điều tra xác định người phụ nữ trên là người mẫu Ngọc Trinh.